Dạ, Ngọc Lâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Ngọc Lâm muốn chia sẻ với quý vị khán giả về buổi cơm trưa của vợ chồng Ngọc Lâm ạ. Thì mời quý vị khán giả cùng xem coi bữa trưa là hôm nay Ngọc Lâm, vợ chồng Ngọc Lâm sẽ ăn món gì nha. Mời quý vị cùng ta cùng xem. Em ơi, bật cho lại đi. Đây, đây là cơm. Chào các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Ngọc Lâm và Minh Thơ sẽ quay cái bữa cơm trưa. Đây. Đây là món món rau luộc, món hải sản. rau luộc món hải xanh. Đây Canh là món canh rau má, món canh rau má quê hương của Ngọc Lâm. và món tôm Tôm riêng thịt. lam thịt, tôm riêng. Thì vợ chồng Ngọc Lâm thường thường ăn uống đơn giản lắm quý vị khán giả. Chủ yếu là Ngọc Lâm ăn rau canh nhiều, thịt cá thì ăn ít lắm. Ngọc Lâm thì chỉ ăn ít heo với cá, còn tôm Ngọc Lâm cũng không ăn. Tôm là vợ Ngọc Lâm ăn. Thì hai vợ chồng lúc nào cũng làm cái món gì chung vào, nhưng mà mỗi người ăn mỗi 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 thứ. Trước khi ăn thì đây nè con. Thì trước khi ăn thì quý vị khán giả thấy là Ngọc Lâm cái tay đeo nẹp như thế này. Thì bây giờ ăn đó, Ngọc Lâm phải đeo thêm cái dây này vào, cái dây nẹp này vào. Rồi sau đó phải gắn cái muỗng vào thì Ngọc Lâm mới múc ăn được. Đó. Đây. Chặt rồi em sẽ phải chặt. Đây cái nẹp là mất hết cả nửa ngày rồi. Những cơm mà đeo cái nẹp mà. Đó, cái muỗng đó. Cái muỗng của Ngọc Lâm cũng đặc biệt nha quý vị khán giả. Đấy là phải mua cái muỗng inox của Hàn Quốc á, mà nó có Mày cái bé không à? có cán dài, sau Mày đó bé mình phải không? nhờ họ uốn cong như vậy đó thì mới múc ăn được, để con tay cá đó. Lấy ngón tay cái đè lên cái muỗng này giữ cho nó chặt. Đó. Cái này để Đó. em múc cho Thì anh ăn còn nhanh hơn. đeo này thì Ngọc Lâm mới múc ăn được đây quý vị khán giả. Mỗi lần ăn nó phải đeo cái này, còn nếu không á là nhiều bữa gấp gáp quá ăn cho xong thì vợ Ngọc Lâm sẽ đút cho Ngọc Lâm ăn luôn. Hôm Mời cả nay nhà cùng mời dùng cơm với nhà chồng Lâm nha. thì mời quý vị khán giả cùng ăn cơm với vợ chồng Ngọc Lâm nha, bữa cơm trưa. Phẩm rồi ăn đồ chiên đồ xào nhiều quá trên mặt mụn không à, xấu còn nói mụn nữa Đó, Ngọc chứ. Lâm sẽ múc ăn Mang chén chén canh canh rau má cho nó mát mọi người. chén 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 Đây nè, rồi không phải rồi. được không? Xới cơm đi mà Thường ngày thì Minh Thư múc cho chồng ăn, thỉnh thoảng thì cũng cho đeo nẹp múc ăn cho nó quen tay. thì nhiều khi đi làm Ngọc Lâm đi dạy về á thì Như cũng thế đã nào? 11 giờ mấy rồi, thì nhiều khi nóng quá Ngọc Lâm cũng ăn không nổi nữa, cho nên vợ nhiều khi ăn là đút cho nhanh, ăn thêm ăn vội vội chút xíu cho xong bữa thì Ngọc Lâm đi nằm nghỉ tại vì nóng mệt lắm quý vị khán giả. Hôm nay thì quay thì Ngọc Lâm muốn giới thiệu cho quý vị khán giả thấy để về cái cách ăn cơm của Ngọc Lâm á, đặc biệt như thế này đó, thì quý vị khán giả thấy đó, Ngọc Lâm phải múc như thế này này. Mời quý vị khán giả gần xa cùng ăn cơm với vợ chồng Ngọc Lâm nha, bữa cơm trưa đây đó, thì Ngọc Lâm phải múc rồi. Giỏi quá. Cơm ăn cơm á, Ngọc Lâm mỗi lần ăn á, nghỉ ăn cơm á, thì Ngọc Lâm chỉ ăn có một chén này thôi quý vị ạ. Ngọc Lâm ăn rất là nhiều rau canh vào, Ngọc Lâm thích ăn rau củ quả nhiều, các loại đậu. Được. Ngon. Tại vì Ngọc Lâm ngồi xe lăn á, tiêu bao tử đường ruột nó yếu, nó không được tốt như người bình thường á, nên hay ăn rau củ quả trái cây chắc rất nhiều để cho nó dễ
tiêu hóa, mình có thể tiêu. Và ăn rau củ quả nó cũng tốt nữa. Tối nay ăn cái kia, ăn cái Xong. Cứng. Nó nhẹ lần này là 11 rưỡi gần 12 giờ rồi. Học Lâm về là cứ đi lại về là 11 giờ, 11 giờ mấy rồi. Sau nó ngồi nghỉ chút rồi vợ nấu cơm xong rồi. Hai vợ chồng ăn thì bữa cơm của Ngọc Lâm là đa số là ăn đơn giản vậy thôi, nó cứ diễn giản chứ không có cầu kỳ, không có bày nhiều món này. Vợ Ngọc Lâm thì không có ăn thịt, tại vì từ nhỏ đến lớn thì không có ăn thịt quen rồi, chỉ có ăn tôm ăn cá ăn chút trứng thôi. Còn Ngọc Lâm thì ăn thịt, Ngọc Lâm thì đấy giờ lại không có ăn tôm ăn cua ăn các thứ nhiều, tại gan mình yếu á, mình ăn mấy cái đồ biển hải sản nhiều ngứa. À, lắm rau này. Mọi người thấy không, ăn còn có người phải hỗ trợ kế bên, bởi vậy nhiều lúc Minh Thơm lúc ăn cho nhanh. Đây là món bông cải xanh luộc này quý vị đã. Ông Lâm rất là thích ăn mấy cái loại rau này và bông cải xanh luộc, nó tốt cho sức khỏe. Rồi đây là rau má nấu canh. Thì nói là rau má mà quê Ông Lâm á, Ông Lâm quê Thanh Hóa mà, cho nên rau má là nổi tiếng luôn. Ngày xưa còn có câu ăn rau má phá đường tàu ở quê xứ Thanh nữa, nghe ai cũng biết. Thì cái món rau má này là ở quê Ông Lâm là rau má nó non lắm, cái mùa mưa cái hiện giả nó lên xanh mà nó nhỏ, lá nó nhỏ thôi, không nó không có to, mà cái cọng của nó thì nó trắng. Bình thường đi đồng đi cấy hay đi đi gặt hay là ai hoặc là đi chơi á, cách ăn đó là toàn lựa về mình hái về, là rau má quê là người ta lấy luôn cả cái thân đó, nó trắng trắng nó nhỏ, cọng nó nhỏ đó. Rồi ăn rửa sạch đi bắt đầu mình có thể ăn sống hoặc là nấu canh á, ăn rất là ngọt, nó nhỏ. Rau má trong này thì đây là đa số là ở trong miền Nam thì đa số rau má tự nhiên là ít lắm, phải trồng. Mà trồng thì các cọng rau má nó to lắm, nghĩa là lá cũng to đó, nó không được non lắm. Lâu lâu và lâu lâu cứ thấy có rau má non á ra bán á, là lại về mua về nấu canh thôi. Sài Gòn bữa giờ nóng lắm quý vị khán giả. Sáng mình thôi đi chợ và thấy người ta bán sum non mọi người, nên mua ít về cho chồng ăn. Anh hay ăn sum non. Ngọc Lâm cũng rất là thích ăn món sum. Cái sum ở quê Ngọc Lâm là thường thường ăn với mắm này mắm kia. Bây giờ Ngọc Lâm không có ăn mắm, ăn với Thích nước mắm thôi. Rồi có khi ở quê mẹ Ngọc Lâm có những mùa sum nhiều đi xin ở quê người ta nhiều lắm, cho có thể về mình muối á, muối chua cái gì là ăn rất là ngon. Múc nổ tắt em đi. Sói cơm mà ăn cơm dẻo quá.
Chát quá. Xong rồi. Cái nhỏ rồi là gõ rồi chị ơi. Nó cái gì cái lạ thấy á, học làm ăn uống cũng hơi khó khăn. Mỗi lần ăn gì cũng cái múc này phải đeo hỗ trợ nẹp rồi củ thứ mới có thể múc ăn được. Nhưng mà thôi kệ đi, mình cố gắng thôi. Còn cái gì có thể sử dụng được tay chân mình còn cố gắng được làm được gì thì mình cứ làm. Có nhiều người cũng cũng không có còn múc được giống như Ngọc Lâm nữa, vậy là cũng may mắn hơn mọi người rồi. À, hơn nhiều người khác rồi. Mình còn có thể đeo mình múc ăn là cũng mừng rồi. Cái tay của anh Lâm yếu đó, cho nên mình phải đeo cái nẹp vào mình mới múc được mọi người. Chứ nếu mà không có cái nẹp thì anh cũng đâu múc được đâu. Đúng rồi, đâu cầm được muỗng. Ngày xưa bệnh viện đó quý vị đã. Lúc mà Ngọc Lâm ngồi với cô kỹ thuật viên á, tập cái gì nèo quá, tập cho Ngọc Lâm múc ăn này, lần đầu tiên rất là khó, múc lên lúc đó tay Ngọc Lâm còn là yếu lắm, nâng lên một chút tới miệng này, để muỗng lên tới là cơm là đổ hết, nên đây mỗi bữa ăn nó cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nên đa số là để tập để tính thôi, thế là lúc đó người nhà là phải đút cho mình ăn, tập biết bao nhiêu năm rồi biết quen đổ biết bao nhiêu là cơm này, bây giờ biết múc ăn thành thạo rồi. Mà cũng nhiều khi tay nó gồng rung á vẫn có bị đổ. Cái gì cũng cần phải có sự tập luyện lâu dài mới được. Đúng rồi. Nhưng mà nhờ anh vô trung tâm này kia, bác sĩ này kia, nhân viên này kia tập, chứ nếu mà ở nhà thì nhiều cũng đâu biết tập đâu. Cho nên nhiều bạn cũng bị chấn thương mức độ nhiều khi còn nhẹ hơn cả anh Lâm nữa, nhưng mà họ không có biết cách tập cho nên không được đi bệnh viện, không được tập nhiều á, cái không được hướng dẫn bài tập biết á, về nhà mình có tập luyện á, mình cứ về nhà cứ đốc hành với không có hướng dẫn cho mình làm, không có cho mình tập á, thì mình không sẽ không làm cái gì cả. Và lúc đó mình cứ phải phụ thuộc vào gia đình hết. Còn bây giờ Ngọc Lâm cứ cố gắng không? Cái gì mình có thể làm được á thì mình làm, tập tiếp rồi nó cũng quen. Mình giống như thế là tập làm quen, sống chung với lũ ấy, quý vị khán giả. Cái gì khó khăn thì mình không làm được thì mình nhờ vợ rồi mọi người hỗ trợ. Còn cái nào mình có thể làm được đó, thì mình cố gắng mình làm. May mà có vợ nó nhỏ nha anh. Không có là đành chịu thôi. Nhiều người chẳng có gia đình mà phụ giúp đâu mọi người. Sống lang thang khổ. Nghèo đã thấy khổ rồi mà bị khuyết tật thì khổ hơn. Mình cũng coi như mình cũng còn may mắn thì cho nên mình phải cố gắng nhiều hơn. Ngọc Lâm cũng muốn phấn đấu làm được cái gì đó tốt hơn, nhiều hơn, có điều kiện hơn để làm có tiền hơn, để mình có thể giúp lại được các bạn đồng cảnh nhiều hơn. Trời nắng nóng này anh đau má cũng mát lắm quý vị lạ. Đau má có công dụng giải nhiệt nè. Rồi mình không nấu canh thì mình có thể xay sinh tố. Hoặc là nấu canh hoặc là làm pha làm với các nước khác đó mình uống cũng mát lắm. Có nhiều người còn làm bánh đau má. Anh có bánh đau má không? Có ngoài quê Ngọc Lâm có cái món bánh đau má ở đây bán nó trên thị thành phố á, ăn cũng ngon lắm. Bạn bè của Minh Thơ nói là mày nấu ăn thì nấu nhiều nhiều vô cho nó hấp dẫn, giống như cỡ như là bà Tân Vlog ấy. Nhưng mà mình chia sẻ những cái công việc cuộc sống hàng ngày của mình, cho nên mình có sao thì mình quay lên vậy thôi mọi người. Với Minh Thơ với Ngọc Lâm thì cũng không ăn uống cầu kỳ ít, là ăn Lâm thì ăn thịt là cũng ít thôi, còn Minh Thơ thì từ đó giờ không ăn thịt, chỉ ăn tôm hay là trứng hay là cá thì cũng ít thôi, ít ăn lắm. Tại vì chồng không ăn cho nên có mình Minh Thơ cũng làm biết ăn, chủ yếu là ăn rau.
mình qua anh cho các bà coi quý vị khán giả thấy là để buổi cơm của mình thôi chứ mình đâu có mai mốt mình làm bánh này kia, bánh này kia để quay được, để quay này kia rồi cho các bạn nhỏ ở đây nè, mọi người được ăn luôn cho vui. Còn mình thì từ nhỏ không ăn thịt vậy. Đâu ăn đâu. Thôi quý vị khán giả, nếu mà để cho Ngọc Lâm múc cái chén cơm này ăn á, một mình Ngọc Lâm thì rất là lâu, tại vì cơm nhiều khi nó dẻo, khi Ngọc Lâm múc á sẽ dễ bị đổ. Nếu một mình Ngọc Lâm mà múc ăn á cũng hơi bị lâu. Đây, đây đến món rau má Ngọc Lâm yêu thích này. Quý vị giả thấy không? Rau má cộng nhỏ nó là non và xanh. Nhưng cũng không bằng quê. Nhưng mà cũng không bằng quê của Ngọc Lâm được. Nhưng mà mình mua ăn cho nó mát. Nhưng mà về cái này mình thôi về phải cắt ra mọi người cho nó nhỏ nhỏ như vậy ăn. Mình sợ có thuốc á, mình phải ngâm muối trước khi nấu, nó sạch thì mình mới nấu. Cái vị rau má đó quý vị đã nấu lên ăn á, tuy là nó mát nó bởi vậy nó có vị đắng đó. Đắng hơi chát chát chút đắng cho nên cái mát, người ta nói là chua với đắng thì mát mà còn ngọt với cay thì nóng, nên cái vị đắng nó sẽ làm cho mình mát, giải giải hỏa. Sắp tới á, vợ chồng Ngọc Lâm sẽ quay những video nhiều hơn nữa để giới thiệu cho quý vị khán giả thấy về những cái sinh hoạt của Ngọc Lâm này, rồi của vợ này hàng ngày, cuộc sống như nào, rồi công việc, rồi những cái sinh hoạt khác cùng với mọi người xung quanh. Đó thì mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ và theo dõi Ngọc Lâm bằng cách đăng ký kênh nè, like, chia sẻ nè, cho cái video của Ngọc Lâm có nhiều người biết hơn, xem hơn để cho Ngọc Lâm với vợ vui hơn, để làm được nhiều video hơn nữa để chia sẻ cùng với tới quý vị khán giả gần xa. Thực ra làm YouTube video này là chủ yếu là mình chia sẻ là chính, chia sẻ yêu thương, là chia sẻ những công việc của ngày kia để Ngọc Lâm muốn các quý vị khán giả biết thêm người khuyết tật á, những người bị chấn thương cuộc sống như Ngọc Lâm này, sinh hoạt khó khăn như thế nào, làm những công việc gì. Thì thực ra người khuyết tật thì cũng phải sống, cũng phải làm để mà lao động, cũng phải ăn mỗi ngày, phải chi phí đủ thứ á, có khi còn tốn là người thường đó, nhưng mà họ sẽ làm việc gì để mà kiếm ra tiền bạc đó. Thì Ngọc Lâm có những công việc khác, còn những bạn khuyết tật khác cũng có những công việc khác đó, thì mỗi người mỗi cách, thì quan trọng là tùy mức độ sức khỏe rồi công việc, mỗi người phù hợp với công việc gì thì chọn lựa thôi. Với lại Ngọc Lâm cũng muốn chia sẻ cho các bạn khuyết tật đồng cảnh khác đó, để thấy về cái cuộc sống của Ngọc Lâm, rồi có thể chia sẻ, học hỏi nhau, giao lưu đó, để cuộc sống của mỗi ngày, của mỗi người mỗi ngày càng tốt đẹp hơn đó. Thì hôm nay Ngọc Lâm muốn chia sẻ với quý vị khán giả một bé về cái buổi cơm trưa của Ngọc Lâm với vợ như thế thôi. Đơn giản vậy, thì bây giờ Ngọc Lâm và vợ xin phép được dừng tại đây để buổi cơm đây, để Ngọc Lâm ăn đó, cho nó xong bữa, tại vì Ngọc Lâm ăn lâu lắm, múc cái này không là ăn rất là lâu.
đó, thì mong quý vị khán giả thông cảm nha. Thì xin chào tạm biệt quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị khán giả ở video lần sau. Chúc quý vị khán giả một buổi trưa vui, hạnh phúc và mạnh khỏe, thì và mọi điều tốt. Ngọc Lâm xin chào tạm biệt. Xin chào tất cả mọi người ạ. Bye bye.